Thưa quý vị, các bộ trưởng tài chính của Liên minh châu Âu EU đã nhất trí tài trợ bổ sung cho Ukraine. Dù hiện giữa các nước vẫn đang tồn tại một số khác biệt về những khoản chi tiêu có thể gây trì hoãn viện trợ dành cho Kiev. Bộ trưởng Tài chính Tây Ban Nha cam kết trong nhiệm kỳ Chủ tịch Hội đồng EU, nước này sẽ nhanh chóng thúc đẩy để có được một khuôn khổ ổn định vào tháng 1 năm 2024, đồng thời cũng sẽ đẩy mạnh hoàn thành thêm nhiều phần việc kỹ thuật để hỗ trợ cho Ukraine. Bộ trưởng Tài chính Đức cũng ủng hộ tăng chi tiêu cho Ukraine. Trong khi đó, Bộ trưởng Tài chính Ba Lan lại muốn EU dành nhiều nguồn lực tài chính hơn cho các nước láng giềng của Ukraine, vốn phải tiếp nhận dòng người tị nạn chạy trốn khỏi cuộc xung đột. Nếu không, Warsaw sẽ phân tích tình hình để quyết định xem liệu có chặn gói hỗ trợ dành cho Ukraine hay không. Trước đó, Ủy ban châu Âu EC đề xuất từ nay đến năm 2027 sẽ tăng ngân sách EU thêm 66 tỷ euro, tương đương khoảng 74,11 tỷ đô la Mỹ. Trong đó, ngân sách hỗ trợ Ukraine là 17 tỷ euro và cho vay là 33 tỷ euro. Nga mới đây đưa ra thông báo là sẽ đóng cửa cơ quan đại diện ngoại giao của Ba Lan tại thành phố Smolensk, miền Tây nước Nga. Thông báo của Bộ Ngoại giao Nga nêu rõ đại sứ Ba Lan tại Nga đã được triệu tới Bộ Ngoại giao Nga và được thông báo về việc đóng cửa cơ quan lãnh sự của Ba Lan tại Smolensk. Văn phòng lãnh sự của Ba Lan tại Smolensk là văn phòng đại diện cho chính phủ Ba Lan ở thành phố này, nơi có nhiều khu tưởng niệm quan trọng liên quan tới Ba Lan. Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin đã ký sắc lệnh cho biết đây là biện pháp nhằm đáp trả các động thái không thân thiện bài Nga của Ba Lan, trong đó có việc Warsaw tịch thu tòa nhà đặt trường trung học của đại sứ quán Nga hồi tháng 4 và giảm sự hiện diện ngoại giao của Moscow. Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki cảnh báo sẽ có động thái đáp trả tương đương. Quan hệ vốn căng thẳng giữa Nga và Ba Lan đang trở nên nghiêm trọng hơn, đặc biệt từ sau xung đột tại Ukraine. Bên lề hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao các nước cấp cao Đông Á, Ngoại trưởng hai nước Nhật Bản và Trung Quốc đã có cuộc thảo luận về kế hoạch xả nước thải hạt nhân đã qua xử lý ra biển từ nhà máy Fukushima của Nhật Bản. Ngoại trưởng Nhật Bản Yoshimasa Hayashi và chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác Đối ngoại Trung ương Trung Quốc Vương Nghị đã gặp nhau tại Indonesia vào ngày 14 tháng 7 bên lề hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao các nước cấp cao Đông Á. Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh hai nước láng giềng này đang tranh cãi về kế hoạch của Nhật Bản xả nước thải đã qua xử lý phóng xạ từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima ra biển. Theo đó, cả hai nhà lãnh đạo cùng khẳng định tầm quan trọng của việc tổ chức các cuộc đàm phán mang tính xây dựng và cùng nhau hợp tác. Ngoại trưởng Hayashi đã đề nghị Trung Quốc thảo luận về vấn đề này từ quan điểm khoa học. Trước đó, ngày 7 tháng 7, Hải quan Trung Quốc thông báo sẽ cấm nhập khẩu thực phẩm từ 10 tỉnh của Nhật Bản vì lý do an toàn. Tổng thống Nigeria mới đây đã ban bố tình trạng khẩn cấp nhằm ứng phó với lạm phát cao, đang đe dọa tới an ninh lương thực tại quốc gia này. Chính phủ Nigeria sẽ thực hiện một số biện pháp giảm lạm phát và bảo đảm nguồn cung lương thực với giá cả hợp lý cho người dân. Việc công bố tình trạng khẩn cấp về an ninh lương thực để huy động mọi nguồn lực sẵn có, giảm thiểu tác động của khủng hoảng. Nigeria đang vật lộn với một loạt những thách thức trong lĩnh vực nông nghiệp, bao gồm xung đột giữa nông dân và người nuôi gia súc, tác động của biến đổi khí hậu, nguy cơ gia tăng côn trùng và sâu bệnh. Xóa đói giảm nghèo là một trong các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc và được các nước quan tâm triển khai. Thế nhưng do tác động của chiến tranh, dịch bệnh, thiên tai cùng nhiều yếu tố khác, vẫn còn rất nhiều người trên thế giới trong cảnh đói nghèo, đòi hỏi các nước nỗ lực tìm các giải pháp bền vững trong xóa đói giảm nghèo. Chính quyền thành phố Trùng Khánh, một trong bốn thành phố trực thuộc Trung ương của Trung Quốc, đã sơ tán hơn 9.700 người dân đến khu vực an toàn do mưa bão lớn có khả năng gây ngập lụt trên diện rộng. Theo cơ quan khí tượng Trùng Khánh Trung Quốc, tính đến chiều ngày 14 tháng 7, mưa bão đã ảnh hưởng đến 41 thị trấn và các khu vực lân cận của thành phố này, với lượng mưa đã vượt mức kỷ lục 227mm tại quận Vạn Châu. Hơn 300 hecta đất canh tác đã bị nhấn chìm trong biển nước, hàng chục nhà dân bị nước lũ cuốn trôi hoặc hư hại nghiêm trọng. Hơn 1.700 nhân viên cứu hộ đã được huy động để sơ tán người dân tại vùng trũng thấp. Hiện mưa đã ngớt và các cơ quan chức năng đang khẩn trương khắc phục hậu quả sau mưa lớn như bơm nước khỏi khu vực trũng thấp, nạo vét hệ thống cống thoát nước, thu gom bùn rác. Trước đó, vùng đô thị Trùng Khánh cũng đã hứng chịu đợt mưa to khiến 15 người thiệt mạng và 4 người mất tích. Tình hình mưa lũ nghiêm trọng buộc cơ quan ứng phó khẩn cấp thành phố Trùng Khánh phải nâng mức ứng phó khẩn cấp lên cấp độ 3. Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Nga sẽ rút khỏi thỏa thuận ngũ cốc Biển Đen nếu các yêu cầu không được đáp ứng trước ngày 17 tháng 7. Ông Putin nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tuân thủ thỏa thuận để duy trì hợp tác có lợi. Tuy nhiên, Nga vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng về việc rút khỏi thỏa thuận. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết Nga đang trao đổi với Thổ Nhĩ Kỳ về các cách bảo đảm việc xuất khẩu ngũ cốc của Nga. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã đề xuất gia hạn thỏa thuận để đổi lấy việc kết nối một công ty con của Ngân hàng Nông nghiệp Nga với hệ thống thanh toán quốc tế SWIFT.
Thỏa thuận sẽ hết hiệu lực vào ngày 17 tháng 7, nhưng có thông tin rằng Thổ Nhĩ Kỳ dự định gia hạn thỏa thuận này thêm 2 năm. Ngày 13 tháng 7, Chủ tịch Ủy ban châu Âu EC Ursula von der Leyen thông báo EC sẽ dỡ bỏ các hạn chế nhập khẩu thực phẩm từ Nhật Bản sau sự cố hạt nhân Fukushima vào năm 2011. Quyết định này được đưa ra tại hội nghị thượng đỉnh EU-Nhật Bản diễn ra tại Brussels, trong đó hai bên cam kết tăng cường hợp tác trong nhiều lĩnh vực. Việc dỡ bỏ các hạn chế nhập khẩu được đưa ra sau khi Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế xác nhận rằng việc xả nước thải phóng xạ từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima đã đáp ứng tiêu chuẩn an toàn. EC đã dần nới lỏng các biện pháp hạn chế từ năm 2011 khi rủi ro giảm đi. Tuy nhiên, chính phủ Nhật Bản vẫn phải tiếp tục giám sát hoạt động sản xuất trong nước liên quan đến phóng xạ. Xuất khẩu nông sản và thực phẩm của Nhật Bản sang EU đã tăng mạnh trong những năm gần đây. Thủ đô New Delhi của Ấn Độ đang chìm trong nước sông Yamuna với nhiều vấn đề giao thông và ngập lụt. Mực nước sông đã tăng lên mức cao kỷ lục trong 45 năm qua, buộc chính quyền phải sơ tán người dân và đóng cửa các trường học, lò hỏa táng và nhà máy xử lý nước. Các đường xung quanh pháo đài đỏ cũng bị ngập, gây khó khăn cho giao thông và để lại nhiều phương tiện bị mắc kẹt. Khu vực đài tưởng niệm Mahatma Gandhi cũng bị chìm trong nước. Để giảm thiểu thiệt hại, chính quyền đang triển khai các biện pháp như đắp đập và lắp đặt hệ thống mới để kiểm soát dòng nước. Dự báo cho biết mực nước sẽ tiếp tục giảm nhưng tình hình vẫn còn khó khăn. Ngày 14 tháng 7, nghiệp đoàn diễn viên màn bạc Mỹ SAG-AFTRA tổ chức đại diện cho hàng trăm nghìn diễn viên điện ảnh và truyền hình Mỹ sẽ cùng với nghiệp đoàn các nhà biên kịch tham gia vào đợt đình công kép quy mô lớn nhất trong vòng 63 năm qua sau khi các cuộc đàm phán tăng thu nhập với giới chủ thất bại. Cuộc đình công đang đe dọa làm đình trệ gần như là tất cả các hoạt động sản xuất phim ảnh cũng như chương trình truyền hình của Hollywood. Theo nghiệp đoàn diễn viên màn bạc Mỹ SAG-AFTRA, tổ chức đại diện cho 160.000 nghệ sĩ biểu diễn, bao gồm cả các ngôi sao hạng A, các cuộc đàm phán với các nhà sản xuất đã kết thúc mà không đạt được thỏa thuận nào, giúp bảo đảm thu nhập và giảm thiểu nguy cơ mất việc liên quan đến trí tuệ nhân tạo khi ngày càng nhiều diễn viên lồng tiếng thất nghiệp vì AI. SAG-AFTRA sau đó nhất trí bỏ phiếu thông qua quyết định đình công nhằm phản đối các hãng phim và dịch vụ phát phim trực tuyến. Chúng ta đang trở thành nạn nhân của sự tham lam. Tôi bị sốc bởi cách mà những người chúng tôi từng hợp tác giờ đối xử với chúng tôi. Họ bào chữa rằng họ nghèo khổ, họ cũng chẳng có thu nhập. Nhưng rồi thì những giám đốc điều hành vẫn nhận lương hàng trăm triệu đô la Mỹ. Thật kinh tởm. Các diễn viên sẽ tham gia cùng các biên kịch trong đợt đình công kép đầu tiên tại Hollywood kể từ năm 1960. Trước sự việc, Liên minh các nhà sản xuất phim và chương trình truyền hình nói rất thất vọng với quyết định trên và cáo buộc chính SAG-AFTRA là bên lựa chọn ngừng đàm phán. Ông Bob Iger, giám đốc điều hành Disney, nhà sản xuất tạo nên rất nhiều những thương hiệu đình đám như vũ trụ điện ảnh Marvel, cướp biển vùng Caribe, chiến tranh giữa các vì sao cũng lên tiếng chỉ trích nghiệp đoàn. Chúng tôi đã đưa ra mức tăng lương cao nhất so với lương tối thiểu trong 35 năm qua. Đó là một mức tăng đáng kể trong giới hạn lương hưu và bảo hiểm sức khỏe cùng nhiều lợi ích khác. Thay vì tiếp tục đàm phán, SAG-AFTRA làm trầm trọng thêm tình hình và khiến cuộc sống khó khăn hơn cho hàng ngàn người kiếm sống từ ngành công nghiệp này. Cuộc đình công kép của giới diễn viên và biên kịch đã khiến nhiều chương trình đối thoại khách mời phải phát lại liên tục, nhiều phim truyền hình ăn khách bị hoãn, thậm chí nhiều phim bom tấn kinh phí lớn cũng chịu chung số phận. Tại Hollywood, thường diễn viên hạng A đóng vai chính mới sống dư giả. Các vai trò khác tạo nên thành công bộ phim như biên kịch, tiếng động, đóng thế thường không nhận được sự quan tâm. Tôi thực sự đứng về phía các đồng nghiệp. Nghiệp đoàn đã bỏ phiếu đến 98% đồng ý rằng chúng tôi sẽ đình công. Tôi cho rằng đây là cách để bảo đảm sự công bằng cho bất kỳ ai. Chúng tôi phải bảo vệ quyền lợi cho những người góp phần tạo nên thành công cho tác phẩm dù họ có nổi tiếng hay không. Tại buổi công chiếu phim Oppenheimer, bom tấn mới nhất trị giá 100 triệu đô la Mỹ của Christopher Nolan, giám diễn viên hạng A của phim đã xuất hiện chớp nhoáng để chụp ảnh quảng bá, nhưng sau đó bỏ về trước khi phim chiếu như một cách thể hiện sự phản đối. Trên mạng xã hội, các diễn viên, ngôi sao điện ảnh nổi tiếng cũng ủng hộ phong trào đình công của hai nghiệp đoàn. Theo giới chuyên gia, nếu phong trào đình công kéo dài 3 tháng, ngành công nghiệp điện ảnh Mỹ sẽ thiệt hại ít nhất 3 tỷ đô la. Cơ quan bảo vệ môi trường Mỹ EPA đã khởi động hai chương trình trợ cấp trị giá 20 tỷ đô la Mỹ để thúc đẩy đầu tư năng lượng sạch tại các khu vực có thu nhập thấp.
Quỹ đầu tư xanh quốc gia trị giá 14 tỷ đô la Mỹ sẽ hỗ trợ các tổ chức tài chính xanh hợp tác với lĩnh vực tư nhân trong việc cung cấp tài chính cho dự án công nghệ xanh. Quỹ thúc đẩy đầu tư cộng đồng xanh trị giá 6 tỷ đô la Mỹ sẽ hỗ trợ tài chính và công nghệ cho các tổ chức phi lợi nhuận tại các khu vực có thu nhập thấp. Chương trình trợ cấp của EPA là một phần của quỹ giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính trị giá 27 tỷ đô la Mỹ được thành lập dựa trên đạo luật giảm lạm phát IRA do Tổng thống Joe Biden ký ban hành năm trước. Đây là nỗ lực mới nhất của chính quyền Tổng thống Biden để hỗ trợ các dự án giảm khí thải. Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin GMT Cộng 7 tối nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.